Ủa mà con đã có căn trước mà tại sao người ta gà vô cái tội là 12 tuổi? Con cũng không biết nữa, tại mẹ con bà lấy giấy cây xanh đó ở đâu con cũng không biết, rồi bà lấy cái đó bà đi gạt người này hết người kia. Ủa gạt là sao con? Trước khi mà con gặp chồng con á là cũng có hai người kia bị mẹ con tống tiền rồi. Là tống tiền rồi sao? Con kể lại cái đầu đuôi sự chuyện từ từ cho chú nghe coi. Dạ, là lúc đầu là con ở với mẹ, mẹ mua điện thoại cho con xài. Là mẹ nuôi ha. Dạ đúng rồi. Rồi mẹ mới nói là con muốn quen ai con quen. Xong rồi con mới lên mạng gì đó, con mới gặp được anh kia, anh tên Hiển. Xong rồi hai đứa con quen, cũng lúc đó con ở trên Long An á, là con làm hai đứa con cũng quen được tầm đâu 2-3 tuần à. Cái hai đứa con của mẹ nuôi con á gọi qua hâm đe anh này, nó là trả nó về, nó mới 12 tuổi à, nó không có đủ tuổi mày quen em tao là bắt mày đi ở tù. Rồi anh Hiển nhà anh mới sợ quá, anh mới kiểu đưa ra đặng đi về với mẹ. Rồi cái đâu có bỏ qua đâu, mẹ mới đòi tiền, mẹ mới đòi là nó là 150 triệu mới bỏ qua vụ này. Rồi sau đó là anh Hiển đó là anh có đưa 150 triệu không? Dạ có, ra xã đưa 150 triệu luôn. Vậy luôn đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy là chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên Mentor gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Mentor đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng, thì Mentor nhận được điện thoại của một người chị đã gọi cho Mentor và các anh em xuống đây để chia sẻ hoàn cảnh của cháu Thư, thì cũng như là nhờ anh em xuống đây để chia sẻ để tìm người thân của cháu anh Thư. Giờ thì Mentor đang có mặt tại đây, thì Mentor sẽ tiến vào bên trong để gặp người thân của cháu Thư và chia sẻ cho cô chú chị biết thêm sự việc này như thế nào. Từ ngày bé Thư thất lạc gia đình bây giờ thì nghe nói là bé này là quê ở Trà Vinh, thì mình ở Trà Vinh thì mình chạy qua đây để mình muốn tìm hiểu cái hoàn cảnh này như thế nào để chia sẻ cộng đồng, để các bà con phụ chia sẻ clip này đưa lên cho bà con tìm gia đình của cháu Thư. Rồi thì mời cô chú chị theo chân mình vào trong ạ. Dạ chào cô. Chào mấy cưng. Dạ thì chắc cô cũng hôm nay nhiêu tuổi ha? Năm nay tôi 45 tuổi. Dạ, kêu bằng chị đi. Chị mình tên gì ha? Tên Đặng Thị Chấm. À, chị Chấm. Thì theo như cái sự việc mà hiện tại bây giờ á, là chị Chấm muốn truyền lên trên không gian mạng này á, là mong muốn á, là tụi em qua đây để tìm người thân cho con dâu của mình. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng. À, con dâu của chị là ngồi bên đây ha, là bé tên gì chị? Bé tên Lê Thị Anh Thư. Lê Thị Anh Thư. Mà tại sao mà con dâu của mình đi lại đi tìm người thân? Tại vì trước kia nó sống với bà mẹ nuôi, sao đó không biết, nghe về nó kể là nó sống với bà mẹ nuôi nó là 2 tháng 3 tháng gì đó mình cũng không biết, là lúc sống còn tới nhỏ giờ, lúc còn nhỏ. À, tại vì nghe nó kể lại cho tôi nghe vậy đó. Dạ. Là bà sinh nuôi nó từ nhỏ nên thành thử ra giờ nó không biết cha mẹ nó là ai, người thân nó là ai, bên nội ngoại là ai nó không biết hết. Dạ. Nhưng mà giờ là nó muốn nhờ mấy em đó là đăng lên để tìm người thân nó. À, ai cũng được hết, miễn là người thân ruột thịt của nó là được rồi. Nói chung là cha mẹ còn hay không thì cũng còn cậu cô gì chú đúng, bác đúng không? Đúng rồi, mong nó chỉ mong muốn được như vậy đó, tôi cũng mong muốn được như vậy, gặp được người thân của nó. À, rồi hiện tại giờ chồng của con bé này đâu? Nó lãnh án như vậy đó, lãnh án là... Lãnh án gì cơ? Lãnh án như sống với con bé này, bả đi thưa là ở tù 7 năm. Là mẹ nuôi của con bé này. Mẹ nuôi của con bé này là cũng như là cũng như thấy con nhỏ này nó thương thằng con tôi. Ừ. Rồi tự nhiên là bả không có trao đổi gì với tôi hết trơn á. Ừ. Là mới trong vòng mới có mấy ngày là bả sắp đơn xuống bả thưa kiện là bây giờ chồng tôi, con tôi là lãnh án là 7 năm tù bồi thường 18 triệu. Ừ. Là hiện tại bây giờ nói chung á là chị tìm người thân là một, và cô chị cũng muốn là kể thêm về vấn đề là con của chị đang bị chung ra tòa, là vấn đề là do là hai đứa này chưa đủ tuổi đến với nhau đúng không? Đúng. Rồi bây giờ á, là mong muốn á là tìm người thân để cho con bé này á nó gặp được người thân thân thuộc của nó, để mà giống như là có cái người bảo lãnh nó với hiện tại bây giờ. Đúng. Còn bây giờ mẹ nuôi của nó là đã đâm đơn thưa kiện bên chị rồi.
Đúng. Là bắt con chị bắt buộc là phải bồi thường và đi tù luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ bé là bây giờ nó ở với chị bữa giờ hả? Bữa giờ hồi đó nó giờ luôn. Rồi đó giờ là bé này nó ở với chị bao lâu rồi? Từ ngày mà nó thương con tôi nó về nó chung sống là tới bây giờ. Mẹ nó bắt đi bắt lại mấy lần rồi nó vẫn ở đây, nó không bỏ ở đây được. Ừ. Là cũng như tôi thương nó như là con ruột con sinh của tôi vậy luôn đó. Chị được mấy người con? Được ba đứa. À, là đứa con mà hiện tại vợ chồng của bé này là đứa Úc thứ là... ba. Thứ ba Út không? Không, thằng nhỏ mà nãy đó. À. Đó là Út đó. Chị nó 27 tuổi rồi. Dạ. Chị thay nó. Dạ. Là ở đây ai cũng yêu thương nó hết trơn á. Bây giờ xảy ra cái đụng như vậy thì tôi cũng không biết làm sao để gỡ gối nữa. Bây giờ là chỉ mong sao tìm được người thân của con bé này. Ừ. Tại vì ở địa phương á với ở cơ quan chức năng là người ta kêu tôi là ký giấy là không chứa chấp nó nữa. Ừ. Bây giờ là con tôi nó lãnh án như vậy rồi, giờ là tôi không dám chứa chấp nó. Ừ. Thử ra tôi lên là cái clip này là để mong tìm được người thân của con bé để sớm nó trở về với gia đình. Dạ. Đó là tôi chỉ cầu mong lành như vậy đó. Dạ. Thì chú hỏi con nè, thì lúc mà con về đây ở với mẹ chồng con được bao lâu rồi? Dạ được 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng hả? Dạ. Rồi thời điểm mà ở đây rồi bên nhà chồng có chuyện gì xảy ra với con không? Dạ. Giống như mẹ chồng có la rầy con không? Dạ không. Mẹ chồng có thương con không? Dạ có. Rồi mẹ nuôi của con bắt con về, sao con không về mà con ở đây? À, làm cái gì con? Dạ là làm quán cho mẹ con làm mắm mì á. Hả? Mẹ con làm mắm mì hả? Dạ. Trời đất. Con chú hỏi con nè. Thì cái vấn đề mà như nhà con nhớ con ở đâu không? Dạ con ở Trà Vinh. Con ở Trà Vinh, con ở đâu Trà Vinh? Dạ Trà Cú. Chú cũng ở Trà Vinh. Thì bữa nay chú nghe được cái vấn đề của con á, thì mẹ con cũng có, nói chung là chú cũng có liên lạc với mẹ con, nói vấn đề là của con đang cần tìm người thân bên Trà Vinh. Dạ. Thì bữa nay chú ở bên Trà Vinh chú qua, chủ yếu là chú hỏi coi gốc gác của con ở đâu nha. Dạ. Rồi để chú sẽ về bên Trà Vinh, chú sẽ giống như mấy chú ở đây là sẽ đi tìm hộ con, coi người thân của con còn ở địa phương đó hay không. Dạ. À, con nói con là con nhớ là được cái ký ức của con là con sinh ra ở đâu và lớn lên rồi mấy tháng mà con được nhận không? Dạ con bà mẹ nuôi con chỉ nói với con là cha mẹ con đẻ con ra là từ 2 tháng là cha mẹ con cho mẹ nuôi con. Ừ. Là 2 tháng mà năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 18 tuổi. Con 18 tuổi, chính xác dạ. Là 18 tuổi ha. Dạ. À là con về ở với mẹ kêu mẹ chồng thì cũng được mấy tháng nay là được năm chưa? Dạ chưa, mới 7-8 tháng. À ngày xưa con với chồng con sao quen nhau được? Dạ con đi làm ở trên Bình Chánh á, dạ. Ảnh cũng đi làm ở chợ ảnh rồi hai đứa con mới ảnh làm công ty. Ừ. Rồi con thì con làm bên quán nhậu, mẹ bắt làm quán nhậu bên này nè, xong rồi hai đứa con mới quen trên mạng, rồi quen rồi nhắn tin qua lại vậy đó, rồi con mới nói với anh Cường là anh ơi cho em về sống chung với anh đi, em ở đây em quýnh đập người ta, quýnh đập em hoài. Ai quýnh đập con? Là cháu của bà với mấy đứa con bà. Là bà nào con? Dạ mẹ nuôi. À là bà nào mẹ nuôi? Dạ. À quýnh đập em hoài, ổng anh cứu em về cho em ở chung với anh đi. Ừ. Xong rồi anh Cường mới đưa con về đây, mấy cu mang con mới ấy cũng tới giờ. Nhưng mà lúc đi là con trốn đi, trốn mẹ nuôi con đi. Dạ trốn. À thời điểm mà con đang làm cho mẹ nuôi con là trong quán nhậu hay là quán karaoke hay là dạ. Quán cà phê? Dạ quán nhậu. Quán nhậu hả? Dạ. Quán nhậu đó nó sạch sẽ không con? Dạ không. À, quán nhậu giống như là em Út gái gú ha. Dạ. À, nói vậy cho nó tiện. Thì trong thời gian đó là con bao nhiêu tuổi mà mẹ con bắt con làm công việc đó rồi? Dạ trong thời có lúc con 16 tuổi là mẹ đó bắt con làm rồi. À là 16 tuổi là mẹ con bắt con làm. Dạ. Rồi con làm công việc gì trong đó? Dạ lúc thì con đi làm trong quán karaoke, còn lúc thì con đi làm trong quán nhậu, còn không mấy thì mẹ kêu con, bà mẹ nuôi con kêu con về đặng bán cà phê cho mẹ. Bán cà phê là bán quán cà phê gì con? Bán cà phê Chòi. Cà phê Chòi. Dạ. Trời ơi. Thì bây giờ vậy nè ha. Thì cái này cái lời kể của con thì dạ. Chú chỉ nghe, mới có nghe một phía thôi, chú cũng chưa có xác định được hết ha. Dạ. Thì chú cũng qua đây chủ yếu là theo là như mẹ chồng con nhờ yêu cầu. Dạ. Là tìm người thân của con ở Trà Vinh. Dạ. Nhưng mà bây giờ 18 năm về trước thì con không biết được là con ở gốc ở đâu. Con chỉ con biết huyện không?
Dạ con không biết huyện, con chỉ nhớ xã thôi. Nhớ xã hả? Dạ. Xã gì con? Dạ xã Thiên Sơn. Xã Thiên Sơn. Dạ. Thiên Sơn. Ở đây mình có xã Thiên Sơn không ta? Mình dò Google cái mấy anh ơi. À, xã Thiên Sơn của huyện Trà Cú. Dạ. À, rồi con còn nhớ được cái lời nói nào mà từ cái gốc gác ở nhà con không? Con hình dung được không? Dạ con cũng không nhớ. Mẹ mẹ nuôi con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ nuôi con năm nay năm mấy rồi? 59 rồi. 59 tuổi rồi. Dạ. Thì mẹ nuôi con là con nói là mẹ nuôi con làm má mì. Dạ. À thì mẹ nuôi con biết con ở đây. Dạ. Đã xuống đây bắt con về nhiều lần. Dạ. Rồi có làm áp lực gì bên gia chồng con không? Dạ có. À, những cái việc đó sao con kể chúng nghe với. Là về đây mẹ nuôi con bắt con về còn phải đòi tiền bên gia đình chồng con là 150 triệu để đưa cho mẹ, mẹ mới bắt mẹ mới đưa con về. Trời đất ơi, giữ gì đó hả? Dạ. Là mỗi lần xuống đây bắt bé về là đòi 150 triệu hả chị? Cũng như nói với nó là rằng là cũng như chắc cho cái ý bả là kêu á, mày nói với gia đình Cường đưa tao 150 triệu rồi tao không có làm để cho hai đứa mày sống với nhau yên ổn ha. Dạ, yên ổn sống với nhau dặn tống tiền ha. Ừ. Sao con mưa lấy đồng là quần áo hả? Rồi lấy đồng áo vô đi con, rồi xong rồi vô nói chuyện. Không, cứ nói với nó đi. Rồi cái thời điểm mà mẹ nuôi con á. Dạ. Kêu con nói với con là kêu bên anh chồng con nè đưa 150 triệu đi. Dạ. Rồi lúc đó là bên mẹ nuôi con mới cho hai đứa được tội nguyện đến với nhau. Dạ không luôn. Không cho luôn hả? Dạ là bắt về. Bắt về luôn. Dạ. Rồi đất ơi. Dừng xíu đi con ha. Để... Rồi khi mà mẹ nuôi con á là bắt nó con nói với chồng bên chồng con á là phải đưa 150 triệu. Dạ. Là không có cho hai đứa ở chung. Dạ. Mà bắt bên giống như bắt bên chồng con á là bồi thường tiền lại luôn đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó con có nói không? Dạ có. Rồi nói rồi con nói với mẹ chồng con ha, nói với chồng con. Dạ con nói với mẹ. À, con nói chuyện lớn lớn lên nhìn chú ha. Dạ. À, thì cái điểm thời điểm đó là con nói rồi là lúc đó là mẹ nuôi của con á là ở đây luôn hay là ở đâu? Dạ lúc đó mẹ nuôi con xuống đây bắt con về. Ừ. Rồi đòi tiền nhớ rồi con không có chịu về. Rồi mẹ mới nói vậy, mẹ mới bỏ về chển. Mẹ nói là coi sắp xếp bên gia đình mày sắp xếp là đưa tiền cho tao. Ừ. Mà chú hỏi quay ngược lại chút xíu chuyện này ha. Dạ. Là cái thời điểm mà chồng con á. Dạ. Là đi làm ở trên Bình Chánh. Là làm công ty hay làm gì? Dạ làm công ty. Làm công ty. Thì chú hỏi nè, chồng con nay nhiêu tuổi? Dạ, ảnh mới 15 tuổi à. Trời ơi, rồi sao 15 tuổi mà hai đứa mà quen qua mạng vậy mà lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Là hiện tại là con chính xác con 18 tuổi đúng không? Dạ. Tại vì chú cũng có nghe phong phanh như thế này. Thì nói là con á, là đã 18 tuổi. Mà trong cái giấy khai sinh của con á là nó lại 12 tuổi à. Dạ. Mà nếu mà nhìn qua màn hình như thế này là quý khán giả người ta sẽ đoán ra được. Ừ, con bé này nó đầm gì tới 12 tuổi. Nó phải hơn 12 tuổi chứ sao mà gọi là 12 tuổi được. Nó lớn con quá trời. À, đúng không? Dạ. À, thì ở đây là chú không có muốn nhắc tới cái vấn đề giữa chồng con mà đang cái vấn đề trên pháp luật. Tại vì đó là người ta đang làm việc. Thì chú chỉ mong muốn đó là chú chỉ tìm hiểu về cái gia cảnh của con. Để rồi giúp cho con tìm được người thân của con. Để con có cha, có mẹ, có anh, có em, có cô, có chú. Để có giống như là con muốn nhìn lại người thân. Dạ, ai mà không có người thân đúng không con? Thì giờ đó con ở đây bên chồng con đó, thì hàng ngày con làm công việc gì? Dạ con cũng không làm gì chứ con ở nhà. Ở nhà mẹ chồng làm gì? Dạ mẹ con thì cũng lâu lâu ai kia gì làm đó. Ừ. Rồi bây giờ nè, nếu mà con không nhớ được một cái vấn đề nào nữa bên nhà cha mẹ ruột mình luôn hả? Dạ. Không biết luôn. Dạ không. Ừ. Cũng khó ha. Phải chi phải nhớ được tên hoặc là nhớ được tên mẹ, tên cha hoặc tới một cái gì đó mà này là mất tích luôn. Con có nhớ tên cậu con. Cậu con hả? Dạ. Ủa sao con biết tên cậu con? Là tại vì lúc mà con làm ở trên quán trên mẹ nuôi con á. Ừ. Là có người đó lên là nói là cậu con. Rồi xin mẹ đặng rước con đi về Trà Vinh đặng làm giấy căn cước á. Ừ. Rồi là cậu con đó là tên Nghĩa. Con Nghĩa. Dạ, rồi dẫn con về với Trà Vinh ngay chân chỗ con ấy á. Rồi mới cho con dẫn con về nhà ấy, cô kia nó là cái gì là diều của con. Ừ. Rồi mới dẫn con đi làm giấy căn cước. À, tính ra là cái gốc của con vẫn còn ở Trà Vinh. Dạ. Mà con làm căn cước á là bắt buộc con phải về Trà Vinh. Dạ. Là con có về Trà Vinh một lần rồi. Dạ. Đúng không? Con về đó được mấy lần?
Con vậy đó được có một lần. Lần làm căn cước thôi. Dạ. Mà con không có nhớ được cái đường đi. Dạ. Con cũng nhớ xã như trong chỗ xã con làm. Con chỉ nhớ cái xã đó thôi. Dạ. À, bây giờ là căn cước của con ai giữ? Dạ, mẹ nuôi con giữ. Là giấy tờ là mẹ nuôi con giữ hết. Dạ. Ủa mà con đã có căn cước mà tại sao người ta gài vô cái tội là 12 tuổi? Con cũng không biết nữa, tại mẹ con bả lấy giấy cây xanh đó ở đâu con cũng không biết, rồi bả lấy cái đó bả đi gạt người này hết người kia. Ủa gạt là sao con? Là trước khi mà con gặp chồng con á, ừ, là cũng có hai người kia bị mẹ con tống tiền rồi. Là tống tiền rồi sao, con kể lại cái đầu đuôi sự chuyện từ từ cho chú nghe coi. Dạ, là lúc đầu là con ở với mẹ, ừ, mẹ mua điện thoại cho con xài. Là mẹ nuôi ha? Dạ đúng rồi. Rồi mẹ mới nói là con muốn quen ai con quen. Xong rồi con mới lên mạng vậy đó, con mới gặp được anh kia, anh tên Hiển. Xong rồi hai đứa con quen, cũng lúc đó con ở trên Long An á, là con làm hai đứa con cũng quen được tầm đâu 2-3 tuần à. Cái hai đứa con của mẹ nuôi con á gọi qua hâm đe anh này, nó là trả nó về, nó mới 12 tuổi à, nó không có đủ tuổi, mày quen em tao là bắt mày đi ở tù. Rồi anh Hiển này anh mới sợ quá, anh mới kiểu đưa ra đặng đi về với mẹ. Ừ. Rồi cái đâu có bỏ qua đâu, mẹ mới đòi tiền, mẹ mới đòi là nó là 150 triệu mới bỏ qua vụ này. Rồi sau đó là anh Hiển đó là anh có đưa 150 triệu không? Dạ có, ra xã đưa 150 triệu luôn. Vậy luôn đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy là khác gì là kêu con đi lừa tình người khác rồi xong rồi tống tiền. À, mà cái thời điểm mà cho chú hỏi nè, sao mà lúc đó là mua điện thoại cho con, lúc đó con bao nhiêu tuổi? Mới 2-3 tháng đây, không có lâu. À là mới gần đây nhất thôi. Dạ. Sau 2-3 tháng là con là lúc đó là con. Trước đó là con tự động con quen cái người đó hay là sao? Dạ tự động. À tự động con quen với là cái thanh niên đó. Dạ. Rồi xong rồi mẹ con mới kiểu mà kêu là đưa 150 triệu mới bỏ qua cho người ta. Dạ. À rồi mẹ con có ép con làm cái chuyện gì nữa không? Có là ép không hay là con toàn tự nguyện không? Dạ ép. Ép có vấn đề gì con nói cho chú nghe quá. Dạ đó. Là con không muốn ở với mẹ là tại vì mẹ bán cà phê á. Ừ. Rồi người ta vô rồi mẹ bắt con là phải vô tiếp người ta vậy đó, ngồi bưng cà phê qua cho người ta, không thấy ai nhậu thì mẹ kêu vô ngồi rót bia rồi cho người ta cho tiền. Ừ. Rồi đưa cho mẹ. Rồi mẹ bắt con vô làm quán karaoke này cái này nọ vậy đó, xong rồi có nhiêu tiền thì đưa cho mẹ hết. Ừ. Mà cái câu chuyện mà con nói là khi mà mẹ con lấy 150 triệu của anh Hiển, đúng không? Dạ. Là cái người Hiển đó là con tự quen với anh Hiển. Dạ. Anh Hiển đó bao nhiêu tuổi? Dạ, mới 16 tuổi à. Cũng 16 tuổi luôn. Dạ. Trời ơi, tại vì tuổi này không thể quen được người lớn hơn. Tại vì hai đứa nó tự quen mà bắt buộc là giờ phải đưa ra tò thôi. Gài không? Gài. Nói chung là gài vô thấy khó. Nếu mà nhà chồng con hiện tại giờ mà có tiền 150 triệu đó nữa. Dạ. Thì mẹ con cũng không thưa đâu đúng không? Dạ đúng. Cũng vô thấy gài nữa. À, tại do bây giờ thì nhà chồng con đang nghèo quá, không có một được 500 ngàn nữa mà lấy gì đâu ra 150 triệu. Chị báo chứ người ta bồi thường rồi bà bắt nó về là không cho nó nữa đâu, bắt lại cho nó làm kèo khác nữa vậy đó. Chứ không phải bồi thường rồi cho ở với nhau đâu. Ừ. Nè, bây giờ vậy thì cái câu chuyện của con á là xin thưa quý cô chú anh chị, hiện tại trường bổ sung vô xíu chuyện luôn. Là cái sự việc hiện tại của bé này con nói tên gì? Dạ con tên Thư Lê. À bé Thư. Là đang cần người tìm người thân ở tỉnh Trà Vinh, là ở huyện Trà Cú, xã Thiên Sơn. Còn mình bây giờ có Google chưa tìm thấy á. Chỉ có trên Trà Cú chỉ có hai Sơn thôi chứ không có Thiên Sơn đâu. Tạp Sơn nè, gì Sơn nữa. Nó không biết nó chỉ nhớ Sơn thôi. Thanh Sơn với là Tạp Sơn. Thạnh Hòa Sơn hả? Dạ không, con nhớ rõ là xã Thiên Sơn. Tại con có về rồi. Ừ. Rồi để chú tính coi. Thì bây giờ là chú sẽ bổ sung cho quý khán giả hiểu được cái câu chuyện của con là với hiện tại bây giờ là do con quen chồng con là tên Cường là đây là nhà này. Dạ. Đó, là hai người quen nhau, tự nguyện quen nhau. Dạ. Đúng không con? Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà bên mẹ nuôi của con á. Dạ. Thì kêu bên gia đình chồng con là phải đưa tiền. Tại vì hai đứa đã có ăn ngủ chung nhau rồi. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ sự việc nó đổ vỡ ra thì bên mẹ nuôi của con là muốn kêu mẹ chồng con là đưa cho bên đó là 150 triệu. Dạ. Nếu mà có 150 triệu á thì người ta lúc đó là người ta không có thưa. Dạ. Đúng không? Thời điểm đó đúng như vậy không con? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ mẹ chồng con thì không có tiền. Dạ. Thì mẹ nuôi của con đã đâm đơn lên thưa.
Là thưa chồng con là mang tòa, là bây giờ là đã ra tòa rồi, đang chuẩn bị chờ kháng án, đúng không con? Dạ, đúng. Nhưng mà cái câu chuyện hồi nãy giờ con nói với chú á, có khi mà con đang sống với mẹ nuôi con á mà không được hạnh phúc á, mẹ nuôi con ép con làm vấn đề này làm vấn đề nọ đó, dạ. Thì con có kể lại với lại cơ quan chức năng không? Dạ có. Cơ quan chức năng nào con có kể với ai chưa? Dạ ở ngoài xã này nè chú. À rồi ngoài đó người ta có nói gì không? Dạ người ta cũng không nói gì hết trơn. Không nói là sao ta? Là tại vì nó là người ta viết cho con nói cho người ta có viết vô tờ giấy á, xong rồi người ta mới kèm như bộ hồ sơ luôn rồi nói tới nữa ra tỉnh á, rồi người ta sẽ giải quyết mà con nói hoài. Thôi bây giờ vậy thì qua cái câu chuyện của con thật sự là chú nghe chú cũng khá hơi bức xúc. Dạ. Bức xúc vấn đề mẹ nuôi của con. Thì cái lời kể của con không á thì chú chưa dám chắc là nó đúng như không. Nhưng mà cái chuyện này nếu đã có thì con mới dám nói chứ không có ai mà đi nói tầm bậy đúng không con? Dạ, đúng. Con dám nói với chú, hứa với chú là đây là sự thật ha. Dạ. À thì bây giờ dài hen, nếu mà chú sẽ làm cái video này chú đăng lên trên mạng và chú sẽ tìm lại cái sự công bằng cho con. Dạ. Con chịu không? Dạ chịu. Rồi bây giờ con biết chỗ mẹ nuôi con ở không? Dạ biết. Bây giờ con một á là chiều nay, dạ, hoặc là ngày mai, nếu mà chú cảm thấy chú đủ khả năng, chú phải hỏi về rành về luật pháp một cái nữa ha, thì chú đủ khả năng á thì chú sẽ giúp con lấy lại sự công bằng cho con hàng ấy năm. Dạ. Con sống với người mẹ nuôi mà ép buộc con ngồi với khách hoặc là làm cái gì đó rồi vấn đề mà con không muốn làm. Dạ. Là cái sự việc này thật đúng không con? Dạ thật. À thì chú với chú đây sẽ hỗ trợ vấn đề là giờ con có muốn làm đơn thưa mẹ con không? Dạ có ha. Thưa. Dạ. Mẹ con thưa mẹ nuôi, ngược là mẹ nuôi con luôn ha. Dạ. Là con chính xác là mẹ nuôi con có ép bức con làm chuyện gì con nói ra cho chú nghe cái. Dạ.